Hi, xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 31 tháng 1 năm 2024. Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Tuyên Quang lại phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thể thao huyện Hàm Yên tổ chức tuyên truyền tại thôn nhà văn hóa thôn Ngòi Sen của xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Lúc này đây là 5 giờ kém 15 rồi. Đội chúng tôi đang có mặt tại thôn Ngòi Sen, Ủy ban Nhân dân xã Yên Lâm của huyện Hàm Yên. Lúc này đây là thời tiết khá đẹp, hôm nay cũng không lạnh nữa, cũng thời tiết rất dễ chịu. Anh em của hai trung tâm thì đang chuẩn bị chương trình cũng như là sân khấu để tối nay có cái cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ tại đây. Tại đây thì cơ bản là thôn Ngòi Sen của xã Yên Lâm thì chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. Đây thì xã Yên Lâm cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm rất nhiều, điện đường trường trạm khá là tốt. Đây là một cái xã vùng xa của huyện Hàm Yên, tuy nhiên là được nhà nước chú ý quan tâm rất nhiều về các cái hạ tầng cơ sở như là điện đường trường trạm, rất là đổi mới, rất là khang trang. Tôi là lên đây thì giao lưu biểu diễn ở đây nhiều lần rồi, nhưng về cơ bản là mỗi lần lên đây thấy là một lần đổi mới. Và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến khu vực thôn Ngòi Sen của xã Yên Lâm nhá. Vâng, trước mắt chúng ta thì là một cái sân vận động có các anh chị em thanh thiếu niên đang chơi bóng đá. Đấy, có vẻ như phong trào bóng đá ở đây cũng khá mạnh. Đó. Đây là sân vận động. Đây chính là sân vận động. Còn phía xa màn hình của chúng ta kia là trường mầm non. Đấy. Trường mầm non. Đấy. Và phía bên kia là một cái ngã ba đường đi vào thôn. Và trước mặt chúng ta thì là trường trung học cơ sở của xã Yên Lâm. Đấy. Phía kế với lại trường trung học cơ sở xã Yên Lâm thì là Ủy ban Nhân dân xã Yên Lâm. Đây. Đấy, đây chúng ta đang ở phía nhà văn hóa thôn Ngòi Sen. Vâng, còn bây giờ thì chúng ta vào chỗ sân khấu. Nơi đây là hai đội đang bố trí setup loa máy cũng như là trang trí sân khấu. Đó. Máy móc đây để chuẩn bị cho tối nay giao lưu. Đó. Còn đây là trước mặt chúng ta là anh Bằng. Xin chào Tạ anh Đức Khanh Bằng. Chào anh Đức Khanh ạ. Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thể thao huyện Hàm Yên. Bằng vừa lên à? Em vừa lên. À. Đó. Hello mọi người. Ok. Xin chào anh Tạ Đức Bằng. Đấy, anh Bằng đang chuẩn bị set up cho chương trình của buổi tối. Còn đây là diễn viên Quỳnh Anh của đội trung tâm đội tuyên truyền lưu động tỉnh Tuyên Quang. Còn đây anh em kỹ thuật, đội kỹ thuật đang lắp đặt phương tiện kỹ thuật. Vâng, còn đây là phong chính của buổi giao lưu tối nay. Còn đây là các
các diễn viên của Trung tâm Văn hóa huyện Hàm Yên. Còn trước màn hình chúng ta là diễn viên và kỹ thuật viên Doanh Trường và bạn gái của anh. Chào năm năm anh em nhé. Ok, xin chào mọi người nhé. Chào hai bạn. Hai bạn trẻ này thì có lẽ là tôi nghĩ là năm nay thì các bạn ấy cũng sẽ cưới thôi. Chúc các bạn thành đôi và chúc các bạn hạnh phúc nhá. Cảm ơn rất nhiều. Ok. À, còn đây là hai em bé người Mông sinh đôi. Đấy, đang xem bóng đá. Đây nữa một số các bạn trẻ cũng đang xem bóng đá. Đó. Bóng đá vui không? Vui quá. Vâng, và bây giờ thì chúng ta vào ở trong thôn. Chúng ta sẽ đi vào thôn. Ở trước mặt chúng ta là một chị có một cô đang trông cháu. Hai đứa cháu trên tay và đĩu trên lưng. Ở đây một em bé. Một em bé rất xinh. À, em bé. Nhìn đây nào, nhìn đây nào. À, đây một em bé nữa. Em bé rất hóm hỉnh. Đây. Tối ra xem văn nghệ nhá. Tối ra xem văn nghệ không? Tối ra xem văn nghệ nhá, tối ra hát nhá. Một em bé người Mông rất là xinh. Đó, trông rất hóm hỉnh. Ok. Còn đây là vườn rau của bà con. Chúng ta có thể thấy là rau đây gọi là rau, người ta gọi là rau cải mèo. Rất là ngon. Ngon lắm. Đó. Chúng ta lại đi tiếp vào vài mét nữa xem bà con không khí Tết đến đâu rồi. Đấy. Chỉ còn cách năm mới khoảng độ mấy ngày nữa thôi. Đấy, bà con. Vâng. Đây. Chắc đây hai ông cháu. Ồ, hai ông cháu rồi. Ồ. Ngoan quá. Ngoan rồi. Này anh nhìn. À. À, ngoan lắm. Ôi giời, yêu quá. Đây nữa, ông anh này nữa này, ông anh này. Đây, bà chị này nữa này. Đấy, những gương mặt rất hồn nhiên vô tư. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp mấy? Mẫu giáo. Lớp mẫu giáo à? Ừ, ngoan không? Mẫu giáo mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi à? À, thế thì sắp được đi học lớp 1 rồi đấy. Ây da, lại còn thế này nữa nhỉ. Rồi. Thôi dậy đi, không bẩn quần áo rồi. Còn đây nữa. Một thiếu nữ của thôn Ngòi Sen. Nhà em ở đâu? Nhà em người ta rồi. À, nhìn là tưởng là thiếu nữ nhưng mà là vợ người ta rồi đúng không? À, thế mấy con rồi? Có một đứa. Một đứa à? Đây à? À, đây đây, con của em ấy đây. Đấy, ôi giời đẹp không? À. Đấy. Mình lại tưởng là thiếu nữ hóa ra là vợ của người ta rồi đúng không? À, đấy, bây giờ với con này. Đấy, hai mẹ con này. Mọi người xem hai mẹ con có xinh không? Xinh lắm. Ok, xinh lắm. Cổng mưa nhá nè. Này, nhìn thấy không? Xinh lắm ý. Ngoan lắm ý. Rồi, rồi nhá, bố nó đi đâu rồi? Bố đi làm thôi. Đi làm chưa về à? Ờ. Tối về ra đây xem văn nghệ nhá. Tối bọn cháu ra. Ờ, tối ra nhá. Ờ, nào, chào nào. Ngoan quá, ok.
À, bây giờ chúng ta đi vào một cái ngôi nhà nhá. Một em bé vừa chạy về, nhìn thấy tôi chạy. Chạy làm gì? Đây thì chúng ta nhìn thấy là bà con ở đây thì cái tập tục sinh hoạt thì rất là đơn giản. Đấy. Quần áo phơi phóng thì đầy khắp nhà. Đây trước cửa đây. Đây, em này chắc là bế em, trông em. Ở đây nhiều trẻ con. Đấy, quần áo như này. Đó. Đây một ngôi nhà của người Mông của thôn Ngồi Sen. Nó đơn giản thế. Và xung quanh đây thì cũng có những cái ngôi nhà gần như thế. Và cũng xin nói với mọi người là đây là thôn Ngòi Sen. Thì đây là cái thôn của người Mông nhưng mà lại gần với ủy ban xã, gần với trường học. Chính vì thế cho nên là ở đây thì cuộc sống của bà con cũng rất là văn minh, rất là đổi thay. Còn một số đồng bào ở vùng sâu, vùng xa thì lại rất là vất vả và có thể là không được văn minh như thế này. Đó. Trẻ con rất là yêu. Đấy. Đấy. Nào vào xem bếp lửa tí nào. Đây, chúng ta sẽ vào gian bếp của một gia đình. Bên bếp lửa hồng. Đó, bên bếp lửa hồng đang đun cái gì đây? Đang đun nước chuẩn bị nấu ăn à. Nấu ăn là nhỏ là không thành nhỏ rồi. Đấy. Nhỏ rách hết rồi, không thành nhỏ rồi. Đấy. Đây là trong một cái gian nhà của đồng bào Mông ở thôn Ngòi Sen. Xung quanh thì đây là chúng ta nhìn thấy xem là vẫn có những cái nồi cơm rồi là những cái vật dụng để đựng gia vị rồi các thứ đồ dùng. Anh à. Ô, em bé à, vui quá, thích không? Ô, vui nhè. Cười kìa, cười rất là vui này. Cười này, nhìn đây. À, ôi xinh quá. Xinh quá, em bé người Mông xinh quá. À, chúng ta đi lên nhà một tí nào, xem không khí ở trên nhà như thế nào nào. Đây, đây, giường chiếu các kiểu này. Đấy, đồ dùng. Giường chiếu, chăn. Đấy, bàn uống nước. À, đây là cái gian chính. Đây là gian chính giữa. Đấy. Còn đây là một cái giường nữa cũng được quây vào như là một cái gian buồng. Đấy. Rất là kín. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta lại đi ra ngoài. Rồi. Tạm biệt ngôi nhà này. Chúng ta lại đi ra phía bên ngoài. Một em bé lại chạy tiếp. Đấy. Quần áo phơi như này, củi, quần áo. Đây một gian nhà nữa mà trông gọi là nhà thế thôi, nhưng mà sống ở cái thôn này thì vẫn là văn minh, vẫn là có vẻ như là vẫn tốt, cuộc sống ổn. Còn đây là hai bà cháu đi chơi. Bà dẫn cháu đi chơi ạ. Đó. Đấy. Vâng, bây giờ chúng ta chứng kiến ra ngoài sân xem các em thanh thiếu niên đang đá bóng. Đây là sân khấu tối nay giao lưu. Rồi nha, sơ sơ vậy để
chứng kiến một cái quang cảnh vào lúc buổi chiều tối tại thôn Ngòi Sen. Và tối nay thì tại đây thì Trung tâm Văn hóa tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thể thao huyện Hàm Yên sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024 tại Hàm Yên, tháng 1 năm 2024. Vâng, clip xin phép được kết thúc tại đây. Xin thân ái kính chào tất cả mọi người nhé.